Nếu như một ngày nào đó, các nhà khoa học tìm ra phương pháp giúp người chết hồi sinh, liệu mọi chuyện sẽ như thế nào? Thiên đường và địa ngục có thật sự tồn tại hay không? Tất cả đều sẽ được giải đáp trong bộ phim mà Pikachu chuẩn bị giới thiệu đến các bạn dưới đây. Bộ phim có tên gọi Hiệu ứng hồi sinh. Mở đầu bộ phim tại một phòng thí nghiệm nọ. Một nhóm nhà khoa học gồm những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đang bí mật thực hiện một dự án thí nghiệm chưa từng có từ trước đến nay. Bọn họ bao gồm cặp vợ chồng chưa cưới Frank và Zoe, anh chàng Clay, cậu gia đình Nico, cuối cùng là cô nàng lính mới Eva. Sau nhiều năm nỗ lực tìm tòi, bọn họ cuối cùng đã tạo ra một loại hợp chất đặc biệt có thể kích thích tế bào não. Mục đích là giúp những bệnh nhân hôn mê có khả năng tỉnh lại. Nhóm bạn trẻ sau đó bắt đầu thí nghiệm công dụng của thứ thuốc mới. Bọn họ mang xác một con chó bị đục thủy tinh thể, sau đó tiêm thứ chất lỏng vào trong não của nó. Ban đầu cái xác không có phản ứng gì, tưởng rằng thí nghiệm đã thất bại. Thế nhưng khi anh chàng Nico vừa đến gần, bất ngờ con chó liền ngồi dậy sủa inh ỏi. Bọn họ vô cùng kinh ngạc trước tác dụng của thứ thuốc mình tạo ra. Không những giúp kích thích tế bào não, nó còn khiến những sinh vật đã chết sống lại. Đặc biệt đôi mắt của chú chó cũng được chữa khỏi hoàn toàn. Cả nhóm vô cùng vui mừng vì thí nghiệm đã thành công, còn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để ăn mừng. Frank và Zoe sau đó đã mang chú chó về nhà mình để chăm sóc. Bọn họ cảm thấy kỳ lạ khi nó không thèm ăn bất kỳ thứ gì, lúc nào cũng chỉ nằm một chỗ nhìn chằm chằm bọn họ. Ngày hôm sau khi kiểm tra não chú chó, cả nhóm phát hiện thứ thuốc mình đã tiêm không những không tan, mà ngược lại còn sinh sôi và phát triển bên trong bộ não. Clay lo lắng rằng điều này sẽ khiến con chó trở nên hung dữ hơn rất nhiều. Anh ta sau đó đi vào trong bếp thì thấy đồ đạc bị lục tung, con chó trong chuồng cũng đã biến mất. Clay bèn nhanh chóng chạy khắp nơi tìm kiếm. Bất ngờ con chó từ đâu lao đến trước mặt, sủa inh ỏi vào mặt Clay. Anh ta vô cùng sợ hãi, sau đó đã yêu cầu cả nhóm phải giết chết chú chó. Thứ thuốc bọn họ tiêm đã thay đổi cân bằng sinh học, khiến nó không còn là con chó như bình thường được nữa. Frank cảm thấy thí nghiệm này vẫn chưa thành công, cần phải có thời gian nghiên cứu thêm để cho ra sản phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên vào ngày hôm sau, Frank vừa đến phòng thí nghiệm thì nhận được thông báo từ cấp trên, yêu cầu bọn họ phải hủy bỏ dự án đang nghiên cứu. Phía cấp trên cho rằng thí nghiệm của Frank đã vi phạm nghiêm trọng luật động vật khi giết rất nhiều thú cưng để làm vật thí nghiệm cho dự án. Anh ta mặc dù cố gắng giải thích, thế nhưng cấp trên vẫn không hề quan tâm. Bọn họ sau đó cử người đến thu dọn phòng thí nghiệm. Chỉ trong nửa ngày, toàn bộ đồ đạc đều đã bị lấy đi mất. Zoe vô cùng buồn bã và thất vọng khi quá trình cố gắng nhiều năm của mình bị tan biến thành mây khói. Frank cho rằng đây có thể là kế hoạch của cấp trên. Bọn họ nhìn thấy dự án hồi sinh có khả năng thành hiện thực, nên đã bày ra lý do để cướp lấy nó cho bản thân. Toàn bộ số tiền thu được cũng sẽ nằm vào túi bọn họ. Frank không muốn điều đó xảy ra. Anh muốn làm thêm một thí nghiệm cuối cùng, quay phim lại để chứng minh cả nhóm mới là những người tạo ra thứ thuốc thần kỳ đó. Thế là tối hôm đó, cả nhóm đã bí mật lèn vào phòng thí nghiệm một lần nữa. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn xác một con chó. Các thiết bị hỗ trợ cũng đã sẵn sàng. Ngay khi Zoe chuẩn bị bật công tắc cầu dao, bất ngờ hệ thống bị chập điện, khiến đèn xung quanh đều chợt tắt. Bọn họ không hiểu chuyện gì, vừa bật đèn lên thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Zoe đã chết đang nằm dưới sàn. Cô gái bị điện giật khiến tim ngừng đập. Frank dùng hết sức cố gắng cứu chữa, thế nhưng hoàn toàn không thể làm được gì. Tưởng rằng cuộc thí nghiệm sẽ bị hủy bỏ, thế nhưng Frank bất ngờ thông báo cả nhóm rằng sẽ dùng thứ thuốc thần kỳ để hồi sinh Zoe. Anh không muốn đánh mất cô lần nữa. Clay không đồng ý, cho rằng điều đó quá nguy hiểm. Thứ thuốc kia vẫn trong quá trình điều chế, có rất nhiều tác dụng phụ lên hệ thần kinh. Mặc dù biết được rủi ro, thế nhưng Frank vẫn kiên quyết theo ý mình. Bọn họ không còn cách nào phải giúp anh ta một tay. Frank sau đó bắt đầu tiêm thứ thuốc thần kỳ vào não của Zoe. Vừa lúc đó bỗng ngoài hành lang có tiếng động, thì ra là bảo vệ đi trực. Cả nhóm giật mình bèn tắt đèn và chạy đi trốn. Một lát sau khi Frank nhìn lại, thì giật mình khi thấy Zoe đã ngồi dậy từ lúc nào. Anh ta vô cùng vui mừng khi thí nghiệm đã thành công. Zoe ngoài gương mặt đờ đẫn, thì tạm thời không có gì khác biệt so với trước khi chết. Frank sau đó đưa vợ vào phòng chăm sóc. Tưởng rằng mọi thứ sẽ lại bình thường như trước, thế nhưng khi cả hai đang nói chuyện, Zoe bất ngờ nghe thấy những suy nghĩ trong đầu của Frank, còn biết được anh ta định nói gì. Không những thế, Zoe phát hiện mình còn có khả năng dịch chuyển đồ vật xung quanh. Frank thấy vậy vô cùng sốc, thế nhưng liền khuyên vợ mình nghỉ ngơi. Anh ta giả vờ ra ngoài, xem như không có chuyện gì, nhưng thực chất lại đang bàn tính với những người khác, lên kế hoạch kiểm tra cơ thể của Zoe. Không biết rằng cô gái đã nghe được cuộc hội thoại của bọn họ, dù cho bản thân đang ngồi cách đó rất xa. Thứ thuốc tiêm vào não của Zoe khiến tính cách của cô gái cũng dần thay đổi, không còn hiền lành như xưa mà thay vào đó, một nhân cách khác ác độc hơn đã trỗi dậy. Vào một hôm khi Zoe đang ngủ, Eva từ từ bước lại gần cô gái định làm gì đó. Thế nhưng vừa chớp mắt, nhìn lại đã thấy bản thân lạc một vào hành lang kỳ lạ. Xung quanh lửa bắt đầu bao trùm, những cánh tay người thò ra dưới cửa khiến Eva sợ hãi hét lớn.
cô gái giật mình tỉnh giấc, tưởng rằng chỉ là ác mộng, thế nhưng khi nhìn lại, phát hiện bàn tay mình đã bị bỏng nặng. Eva sợ hãi kể lại tất cả chuyện vừa xảy ra, còn nghi ngờ chính Zoe là thủ phạm đã đưa mình vào nơi đáng sợ đó. Frank sau đó tiết lộ, Zoe khi còn bé đã là nạn nhân của một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến rất nhiều người trong chung cư của cô thiệt mạng. Từ đó nó trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng với cô gái. Có thể đó là địa ngục mà Zoe đã phải trải qua sau khi chết. Bọn họ nói chuyện mà không biết rằng, Zoe lúc này đang từ từ bay lơ lửng lên không trung. Đôi mắt cô gái chỉ toàn một màu đen đáng sợ. Một lát sau anh chàng ra Danny câu bước vào phòng, không thấy Zoe ở đâu. Anh ta vừa định gọi mọi người đến, thế nhưng bất ngờ cánh cửa đóng sầm lại. Cô gái đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào. Zoe lúc này đã bị nhân cách ác độc chiếm giữ. Cô ta dùng sức mạnh của mình đẩy Nico vào tủ sắt, sau đó bóp nát nó khiến cậu ta chết ngay lập tức. Sau khi gây án, Zoe lại trở về giường nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Ba người kia bước vào phòng, cảm thấy kỳ lạ khi không thấy cậu thanh niên Nico đâu. Clay định gọi điện báo cảnh sát, thế nhưng đường dây điện thoại không liên lạc được. Cửa thoát hiểm dẫn ra ngoài cũng bị khóa chặt. Nghi ngờ thủ phạm là Zoe, Clay liền tức giận chạy đến yêu cầu cô ta hãy nói sự thật. Zoe không nói một lời, liền bí mật dùng sức mạnh ném hộp thuốc lá vào miệng của Clay, không quên chớp mắt với cậu ta một cái. Clay bị hộp thuốc lá chặn khí quản, khiến cậu ta không thể hô hấp. Frank cùng Eva liền đến giúp đỡ, tuy nhiên khi lấy hộp thuốc ra ngoài thì Clay cũng đã tắt thở. Lúc này Zoe cũng không cần phải giả vờ thêm nữa, cô ta dùng năng lực nâng tất cả đồ vật trong phòng lên không trung. Frank và Eva sợ hãi liền bỏ chạy khỏi đó. Bọn họ lúc này mới nhận ra, Zoe đã trở thành một con ác quỷ thật sự. Chính thứ thuốc bọn họ chế tạo đã thay đổi bộ não của cô ấy. Con người chỉ dùng được 10% não bộ, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Zoe có thể sử dụng toàn bộ 100% bộ não của mình? Vì không thể để cô gái tiếp tục giết chóc, Frank đành quyết định phải giết chết Zoe một lần nữa. Anh ta chuẩn bị một liều thuốc độc vào trong ống tiêm, định dùng nó đâm vào người của Zoe. Frank sau đó bước ra ngoài hành lang, phát hiện vợ mình đang đứng bất động. Khi vừa bước đến gần, bất ngờ cô ta đã xuất hiện kế bên từ lúc nào. Frank giả vợ đặt ống tiêm xuống đất, sau đó nói lời ngon ngọt dụ dỗ Zoe, khiến cô ta bất giác cảm động. Thế nhưng khi vừa lại gần, Zoe đã nghe được những suy nghĩ thật trong đầu Frank. Cô ta trở nên điên tiết, dùng hai tay bóp chặt đầu của Frank khiến anh ta vỡ sọ mà chết. Lúc này chỉ còn lại một mình Eva. Cô gái bí mật nhét ống tiêm vào trong giày, sau đó đi xung quanh phòng thí nghiệm để tìm Zoe. Cô ta lúc này đã tự mình tiêm thêm thứ thuốc quái dị vào trong não, khiến sức mạnh của bản thân tăng lên gấp bội. Zoe sau đó xuất hiện trước mặt Eva, một lần nữa đẩy cô gái vào hành lang đang bốc cháy dữ dội. Eva phát hiện tại đây có một bé gái, không ai khác chính là Zoe năm xưa. Lúc này Eva mới hiểu rõ mọi việc. Thì ra Zoe chính là thủ phạm đã gây ra vụ hỏa hoạn. Vì hối hận nên cô gái luôn bị ám ảnh, không thể nào quên được nó mà vẫn giữ trong lòng. Lúc này Zoe từ bên ngoài bước vào, gương mặt đã trở nên vô cùng đáng sợ. Eva sợ hãi liền yêu cầu cô bé mau mở cửa. Chỉ có cách quên đi quá khứ, tiếp tục tiến về phía trước mới giúp Zoe thoát khỏi địa ngục này. Bé gái sau một lúc đắn đo, cuối cùng đã chịu mở cánh cửa trong tâm hồn mình. Một luồng ánh sáng lóa mắt rọi vào. Eva giật mình tỉnh dậy, phát hiện bàn tay đang cầm mũi tiêm đâm vào ngực Zoe. Cô ta loạng choạng té xuống đất rồi lập tức tắt thở. Cuối cùng mọi chuyện đã chấm dứt, đội cứu hộ cũng đã xuất hiện giải nguy. Eva thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên nhìn lại thì giật mình khi cái xác của Zoe đã biến mất. Lúc này Eva mới nhận ra, người cứu hộ kế bên mình lại chính là Zoe. Cô ta nhanh chóng dùng hai tay bẻ gãy cổ Eva đến chết. Cuối phim, Zoe đã mang xác bốn người trong nhóm vào phòng thí nghiệm, tiêm thứ thuốc hồi sinh vào não của họ, khiến cơn ác mộng cho loài người một lần nữa bắt đầu. Bộ phim đến đây đã hết, bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, để lại bình luận bên dưới nhé. Hẹn gặp lại trong những bộ phim kế tiếp. Xin chào tạm biệt.